video nha. Cảm ơn anh em quay trở lại vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm vlog về iguana tiếp tục. Và đây sẽ là một clip nói về cái lột da trên con iguana, một cái đề tài mà ít anh em nói tới. Thì cái mùa này vào trong năm á, là cái mùa đại đa số igu nó lột xác. Thì còn igu nó lột xác sớm hay muộn nữa cũng do cái quá trình sinh sản của nó anh em. Nó sinh muộn thì lột muộn, tại vì nó có một cái chu kỳ. Ví dụ như con nhỏ thì nó bao nhiêu đó nó lột xác lần, con lớn bao nhiêu đó lột xác lần, thì càng lớn á cái quá trình lột xác nó sẽ kéo dài ra đó. Và đây là điển hình của em igu đang đó, nó đang lột da rồi nha anh em đó. Thì hôm nay mình quay là để cho anh em coi thứ nhất cận cảnh về quá trình lột da của igu. Giờ này bắt em đó thì em nó cũng hơi tội nha, cái mặt này mặt ngủ nè đó, là giờ này em nó ngủ rồi. Nhưng mà mình cũng chỉ một số anh em mới em như mình á, anh em nào mà ví dụ như không có tiếp cận học hỏi được, thì cái này là mình chia sẻ kinh nghiệm, không phải chỉ gì, tại vì mình bản thân mình cũng làm em mới nha anh em. Thì như một số anh em chơi trước chị á, là khi mà con igu lột da chúng ta hạn chế lột phụ nó. Còn những cái vùng da như thế này nè, là những cái vùng da mình nè, trên mình đó nè, anh em thấy không, đó là lột. Tại vì anh em cũng biết á, khi mà anh em lột cái này của nó mà nó chưa tới cái thời điểm mà chín mùi để nó rụng á, nó tự rụng á, thì nó sẽ làm tổn thương cho bề mặt da. Thì anh em ai mà đã từng bị té xe hay là mình chơi té mình bị mày ghẻ á, thì đều biết khi mà mình lột nó mà còn sớm á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới da, tại vì da non nó chưa có hình thành, mà mình lột sớm thì nó sẽ hại. Nhưng mà cái phần gai ngay chỗ này nè, anh em thì phải thường xuyên coi và lột cho con igu, để tránh trường hợp nó không lột được nè. Anh em thấy không, đó mình kéo cái nó ra nguyên mãn luôn nè, đó là cái gai của nó, anh em thấy không nè. Mình chờ cái này nó xung lại đó, cái đây là da gai của nó, cũng như cái gai đó. Thì mình phải lột dùm con igu. Để tại sao mình phải lột dùm nó, vì nếu mà nó bị động mà nó không có lột được á, nó vì một cái lý do gì nó không có lột được, thì sau này khi mà cái lần tiến triển lột da thứ hai, cái gai này nó sẽ bị đẹp nha anh em, nó sẽ bị teo góc lại và nó không có hình thành được, nói chung nó không có phát triển được theo một cái quá trình liên tục của một cái bộ gai đó. Nên cái phần này là cái phần anh em thường xuyên phải lột dụng cho nó mỗi khi lần tới mùa lột da nè đó, anh em thấy không đó, mình nắm mình kéo ra như nè đó, thấy chưa, rất là dễ nha anh em. Còn những cái phần da kia thì mình không khuyến khích anh em lột, tại vì không sớm thì muộn nó cũng sẽ tự lột thôi nha anh em. Nên mình không có cần phải tác động vào con igu. Nhưng mà còn cái phần này thì mình phải hỗ trợ nó. Hỗ trợ thì mình vuốt lên vậy nè, nó dễ lắm. Cái nào nó gần như là lột được nó sẽ lột vậy thôi. Còn cái nào mà nó chưa bung ra thì nó sẽ cứng lắm, mình không có tác động được. Còn cái nào mà nó lột nó sẽ tự lột. Đó, thì đây là một bé igu cái. Đó, nhưng mà cái bộ gai cũng không thua gì những bé igu đực. Nếu mà bé này mà nhìn sơ là không biết là bé cái đâu, thì gai cũng rất là đẹp đó. Thì bé này là mình mua bữa hẩm, mình cũng có nói clip trước á, là mình mua một cặp trong người nó có cái gen mà green head hay bồ, là để mình làm ra cái con có xác sức làm ra con albino T ấy nha anh em. Cái mặt nó màu trắng rất là đẹp đó, để anh em biết khi mà làm ra được con albino T nó sẽ có cái màu xanh lá mạ rất là đẹp đó. Còn gai của cái con này thì rất là đều, nó cũng không có lỗi. Thì khi anh em lựa chọn một con giống á, cái điều cần thiết bắt buộc á là dù cái hay đực thì anh các em cũng phải lựa là không tật lỗi. Thì anh em để làm như vậy để xác định được cái mã gen của nó là mã gen hoàn thiện, thì khi nó la cho đời con của nó sẽ cũng có hạn chế cái sự không tật lỗi đó. Chứ còn ví dụ như anh em mà mua những cái con mà thiếu gai như súng răng á, hay là yếm mông to, hay là cục móng, thì có khả năng là nó có những cái dị tật, đó là dị tật bẩm sinh của nó, thì khi để truyền lại cho thế hệ sau nó cũng sẽ bị y như vậy nha anh em. Anh em phải lựa bộ gai hoàn chỉnh và bộ móng hoàn chỉnh và tất cả nó đều hoàn hảo thì sẽ cho ra đời con rất là đẹp đó. Còn về cái phần mà gai á, anh em mình nói luôn về cái phần gai này sẵn đây mình nói. Thì anh em muốn có một con igu có một bộ gai đẹp thì anh em trước tiên phải tập thể dục như clip trước mình nói. Và thứ hai, anh em phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho nó, nhất là ở cái lứa tuổi baby cho lên đến thí dụ như là sau bếp, là cái khoảng đó là phải quá trình nó cần nhiều chất dinh dưỡng để nó cho một cái đà phát triển về sau của nó. Thì cái giai đoạn đó mà anh em mà không cung cấp chất dinh dưỡng của nó, y như là cái tuổi trẻ của chúng ta mà quá trình mới sinh cho đến lúc khoảng 10-12 tuổi, thì đó là quá trình cần nhiều chất dinh dưỡng để làm một cái đà để cho chúng ta phát triển về sau và có tuổi dậy thì anh em phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho nó. Thì anh em có thể bổ sung bằng một số vitamin đó. Vitamin anh em có thể là cung cấp trong rau củ quả đó, nhưng mà cũng có thể là bổ sung bằng một số bột mà mình thấy cũng anh em chơi bò sát cũng bán rất là nhiều đó, mình rắc lên rau muống cho mấy anh em nó ăn
Và đặc biệt anh em muốn nó dễ ăn á thì anh em nên lựa những cái nào mà có mùi thơm á, thì cái con này nó kích thích bởi những mùi thơm và anh em thấy nó thích, rất là thích ăn chuối, ăn xoài đó, những cái gì mà ngọt ngọt mà có mùi thơm thì những con igu nó rất dễ bị hấp dẫn bởi cái những cái loại trái cây đó, thì anh em cho nó ăn đó. Nhưng mà anh em cũng nên nhớ là con igu nó không tiêu thụ được những cái chất quá ngọt quá chua đó, vì đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nó, và đặc biệt là những chất quá ngọt thì nó sẽ bị lên men, khi nếu mà con igu nó tiêu quá không kịp nó sẽ bị lên men mà làm con igu bị ngộ độc. Thì ngộ độc là một trong những cái lý do chết, làm chết con igu tích tắc nha anh em. Nó có thể là ngủ qua đêm vậy con igu chết anh em không biết tại sao, chứ còn bệnh tật là khó lắm, ví dụ như bệnh này bệnh kia khó làm cho con igu chết liền lắm đó. Nhưng mà ngộ độc là kèo liền đó nha anh em. Nó nên anh em cẩn thận trong cái việc cung cấp thức ăn cho igu đó. Đó anh em nhớ mình nói nha, đây là lột da của nó thì đừng tác động vào những cái này anh em thấy không đó. Cái này nó tự đụng không sớm muộn nó đụng mà không bao giờ mà nhìn cái phần này làm ảnh hưởng tới con igu của mình được. Nhưng mà cái phần gai anh em phải chăm sóc, anh em phải vuốt ve cho nó thường xuyên, phải chụp cho nó, và cái mùa lột da thì anh em phải lột phụ nó. Như hồi nãy Liêm hả Liêm hướng dẫn á thì nó lột rất là dễ, anh em chỉ cần cầm cái đó vuốt nhẹ lên là được, còn cái phần nào nó quá cứng thì anh em phải vuốt từ từ hoặc là phải để cho nó mùi anh em mới làm. Nhưng mà với điều kiện anh em phải nhớ xong một quá trình lột da của nó đó, thì anh em phải lột hết cái bộ gai cho nó, tại vì nếu mà gai mà không lột được thì lần sau nó sẽ bị chồng lên và sẽ bị đẹp cái gai đó liền, và cái gai đó có hiện tượng rúm lại đó. Thì chứ có hai cái hiện tượng mà làm rúm gai lại, nghĩa là cái gốc nó bị co rúm lại á, nó không thể phát triển được nữa, nó bị đẹp sau những gai khác. Một anh em không tập thể dục, hai là bị lột da như thế này, và ba là có thể là lý do mà nó bị những cái con kiến á, đặc biệt là kiến lửa hay là những cái con igu khác á, lúc mà nó cắn lộn nó làm sức mẻ đây nè, nó bắt đầu nó bị vi khuẩn tấn công vô, nó sẽ làm mẻ cái gai đó, nhiễm trùng cái gai đó, và từ từ cái gai đó sẽ bị khối rụng đi đó. Anh em chú ý nhất là kiến lửa nha, khi mà anh em thấy có sự xuất hiện của kiến lửa là anh em phải xử lý chuồng trại liền để cho con igu mà nó sống trong một cái môi trường tốt nhất. Còn ví dụ như anh em nuôi trong nhà như Liêm nè, một chuồng một bé thì không có sợ mà cái con nó đè lên con kia, hoặc là lúc mà quá trình tụi nó chơi đùa với nhau tụi nó gặm trúng cái gai của nhau á, gặm hư gai của nhau đó, thì nói chung là trong nhà thì nó cũng có lợi thế của nó. Và cái thứ hai là anh em nên thường xuyên cho bé tập thể dục, dù là trai hay gái cũng phải cho tập thể dục, thì khi đó nó bơm máu lên thì nó sẽ có một cái bộ rất là đẹp, bộ gai, bộ body rất là đẹp. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ tăng cường sức khỏe cho con igu, để chuẩn bị cho con igu có một cái nền tảng tốt để bước vào cái quá trình sinh sản. Thật ra những bé này nếu mà Liêm nuôi tốt nữa là khoảng một năm, năm sau tới mùa là sinh sản rất là khỏe rồi đó. Thế tội mặt này, anh em thấy không, nãy giờ nhắm mắt ngủ biết. Mặt này mặt đang ngủ là bóng ra khỏi chuồng nè, tại vì nói chung là làm cái clip này á, là về quá trình lột da nên Liêm phải tranh thủ những lúc mà da nó còn nhiều như thế này nè đó, để mình ra mình làm clip nó dễ hơn đó. Rồi thì clip hôm nay cũng chỉ nói sơ sài vậy thôi, rồi đặc biệt nhấn mạnh là cái phần mình anh em nên giúp igu lột da gai, còn những cái da còn lại thì không cần. Xin chào anh em nha, chúc anh em có một con bò sắc đẹp. Xin chào anh em.